Tập 18. Taxi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhất Hiệp bị thương nặng. Chính là ở đây. Chính là ở đây. Đây chắc chắn là căn cứ của Lê Nguyên rồi. Tiêu rồi, chúng ta trúng kế rồi. Đi thôi. Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Đồ phản bội. Giờ Nhất Hiệp cậu đang hôn mê trong bệnh viện nữa. Tại sao cậu lại tổn thương mọi người? Mình xin lỗi. Mình cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Lúc đó mình cũng muốn cứu các cậu, nhưng cựu Hoành đã ngăn cản mình. Cậu nghe mình giải thích đi đã. Mình chưa bao giờ có ý tổn thương bạn bè. Tuy là mình đã có siêu năng lực, nhưng mình cũng đã bị Lê Nguyên khống chế. Hãy mình có ý phản kháng, đầu của mình liền rất đau. Bây giờ chỉ có tìm ra Lê Nguyên ngăn cản tất cả mọi chuyện mới có thể giúp cậu được. Nếu không, cậu sẽ vĩnh viễn bị anh ta khống chế. Điều là do mình tự chuốc lấy. Là trái tim của mình có vấn đề. Nếu không cũng sẽ không bị mê hoặc. Mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Giờ cậu dừng lại còn kịp mà. Trước đây cậu nói đúng. Mỗi một người đều là một cá thể độc lập, định sẵn sẽ cô đơn. Một khi có tình cảm, đắm chìm vào nó sẽ hại người hại mình. Nếu như không được đối phương hồi đáp, sẽ chỉ có bị bỏ rơi mà thôi. Cậu lo lắng khi Nhất Hiệp bị thương như vậy. Có phải cậu đã bị anh ấy làm cho cảm động rồi không? Mình không có. Mình vẫn còn ghét anh ta lắm. Chẳng qua lần này anh ta bị thương vì cứu mình. Cứu bọn mình thôi sao? Thực ra mình phải vui mới phải. Mình nghĩ cốc linh của trước đây đã dần dần trở về rồi. Đợi ngày cốc linh triệt để quay về, có phải cậu sẽ không xuất hiện nữa không? Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đến lúc cậu nên tiếp nhận Nhất Hiệp rồi. Mình cũng không biết nữa. Đừng bỏ Nhất Hiệp lại một mình. Mau đi thăm anh ấy đi. Nhất Hiệp. Anh không sao rồi à? Anh không sao rồi. Bác sĩ nói hôm nay anh đã có thể xuất viện. Yên tâm đi. Anh sẽ không dễ dàng gặp chuyện như vậy đâu. Anh còn chưa được thấy Cốc Linh trở về mà. Nhưng mà anh biết, ngày đó đã không còn xa nữa rồi. Trong lúc anh hôn mê, anh đã nghe rất rõ đó. Tôi có nói gì đâu. Không phải em nói em lợi hại lắm sao? Anh mau tỉnh lại cho em. Lập tức tỉnh lại cho em. Có phải em rất lo cho anh không? Không có. Lần này anh đã chắc càng thêm chắc đâu mới là điều quan trọng nhất trong đời mình. Anh cần em. Đánh xa tôi ra. Đau quá. Anh không sao chứ? Em vẫn còn quan tâm anh kìa. Ai thèm quan tâm anh? Tôi còn đang mong anh chết đi cho rồi. Vì anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Ai thèm ở bên cạnh anh chứ? Được rồi, anh không đùa với em nữa. Để anh đưa em tới một nơi. Ngày đó, chúng ta vì đủ mọi lý do mà không đi xem phim được. Sau đó cũng lại gặp phải nhiều chuyện như thế này. Nhưng mà không sao. Mọi điều trong quá khứ đều là để thành toàn cho hiện tại.
Chúng ta hãy bắt đầu lại ở đây đi. Đi thôi. Tiểu Phi, em làm sao vậy? Tiểu Phi, bao nhiêu năm nay, cuối cùng anh cũng đợi được em quay đầu rồi. Cậu quan tâm anh ấy lắm phải không? Khi cậu càng quan tâm đến một người sẽ càng sợ mất đi, có biết không? Mọi sự lo lắng của cậu đều là đúng. Chỉ có mình mới hiểu cho cảm giác này của cậu thôi. Bởi vì sau cùng chúng ta đều sẽ bị người mình yêu nhất bỏ rơi. Cậu đã cảm nhận được chưa? Cảm giác bị Nhất Hiệp bỏ rơi đó. Cô gái nhỏ vừa nãy là ai vậy? Là cậu sao? Miểu Miểu. Miểu Miểu. Miểu Miểu, anh đã đợi em mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được. Anh à, thật ngại quá, tôi không quen biết anh. Em định đi đâu vậy? Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh. Làm ơn tôn trọng chút đi. Em vì Lê Nguyên mà nghỉ học bỏ đi như vậy, còn tổn thương bạn bè của mình. Tại sao em làm như vậy chứ? Anh đừng nói như kiểu anh ta đã cướp tôi đi vậy. Anh phải nhớ rằng cách đây rất lâu, anh đã từng có cơ hội đó. Lần trước anh để em đi, kết quả lại gây ra tai họa như ngày hôm nay. Lần này, cho dù em có hận anh cũng được, anh cũng sẽ không để em đi nữa. Thế nào là đúng, thế nào là sai, nào ai có thể phân biệt rõ được? Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Nếu sự đồng cảm của anh lại tái phát, muốn cố giúp người khác, chi bằng đi tìm taxi đi. Em lại làm gì cô ấy rồi à? Cô ấy đã tới tìm tôi. Tôi chẳng qua chỉ dùng cô ta để luyện tay nghề, thử năng lực tạo ra ảo giác của mình thôi. Không ngờ lại có thể khơi dậy cái mà cô ấy chôn chặt trong lòng đó. Con người lúc nào cũng yếu đuối như vậy. Anh cứ hận tôi đi cũng được. Đằng nào tôi sớm đã không còn là Miểu Miểu mạnh quen nữa rồi. Em thay đổi rồi. Tôi thấy anh nên đi tìm taxi trước thì hơn. Nếu không cô ấy tự làm tổn thương mình, tôi không quan tâm đâu. Bác sĩ đã kiểm tra lại rồi, cậu chỉ cần ở lại quan sát thêm vài ngày là có thể về. Giờ cậu thấy thế nào? Em đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà dường như em đã có một giấc mơ. Hình như em mơ thấy Lê Huyên đã tới đây. Thôi không nói chuyện này nữa. Giờ em đã có thể xuất viện. Vậy chúng ta mau nghĩ cách giải quyết vấn đề của Lê Nguyên đi.
chúng ta đều đã mất đi siêu năng lực rồi. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây. Cậu yên tâm dưỡng thương đi, đừng mạo hiểm nữa. Có nghe rõ chưa? Mọi người có tìm được taxi chưa? Tôi không liên lạc được với cô ấy. Taxi đã tới tìm Miểu Miểu. Lại là Miểu Miểu đó à? Rốt cuộc cô ấy đang giở trò gì vậy? Miểu Miểu nói cô ấy đã tạo ra ảo giác, khơi dậy nỗi đau mà taxi chôn chặt trong lòng. Chẳng trách chúng ta lại không tìm được cô ấy. Cô ấy đang cố ý để chúng ta tìm được. Không được, em phải tìm cô ấy. Chuyện này cứ giao cho chúng tôi đi. Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về bên cạnh cậu một cách bình yên vô sự. Được chứ? Những sự xuất hiện của Darcy là trách nhiệm của tôi. Khó khăn lắm cô ấy mới từ từ hồi phục. Tôi không thể để cô ấy chịu tổn thương tiếp được. Được rồi, cậu bình tĩnh đi. Bất luận thế nào, tôi cũng phải ở bên cạnh cô ấy. Chỉ có tôi mới có thể kéo cô ấy trở về. Nếu mọi người còn coi tôi là bạn, là anh em, thì hãy giúp tôi lần này đi. Không được, chỉ khi được bác sĩ đồng ý, cậu mới được xuất viện. Được rồi, tóm lại cậu phải nghe tôi. Lo nghỉ ngơi đi, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Cậu ấy thì không sao nữa rồi, nhưng anh thì có chuyện đấy. Vừa nãy hình như bố anh có gọi cho anh. Em cùng anh qua xem thử đi, đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi. Đi thôi. Đi thôi. Hàng Lâm, chúng ta chia ra tìm. Nhớ giữ liên lạc đó. Được, cậu nhớ cẩn thận. Cốc Linh, em đừng sợ. Anh nhất định sẽ tìm được em mà. Alo, có tin gì chưa? Tôi đã lên mạng liên lạc với vài người bạn của cậu ấy rồi. Chưa có tin gì cả. Có tin gì tôi sẽ gọi cho anh sao? Được. Nhất Hiệp, không thấy cậu ấy ở quán bar. Tôi lớn lên trong cô nhi viện. Hình như cô ấy không có bố mẹ. Alo, Đại Đông. Có phải Cốc Linh không có người thân nào? Hơn nữa, cô ấy lớn lên trong cô nhi viện, đúng không? Vậy cậu có thể hỏi mấy người bạn trước đây của cô ấy giúp mình, xem cô ấy lớn lên ở cô nhi viện nào được không? Taxi. 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 Anh biết nhất định em đang ở đây. Trả lời anh đi được không? Mặc kệ tôi. Taxi, mặc kệ tôi. Ra đây đi. Mặc kệ tôi. Quay về thì có ích gì chứ? Đều là tại Miểu Miểu thôi. Cô không sao đâu, đừng trốn ở đây nữa. Đây không phải là nơi an toàn nhất của chúng ta sao? Chỉ có ở đây mới là an toàn nhất thôi. Cô tỉnh lại đi, đừng để Miểu Miểu mê hoặc. Cô có nghe không? Nhất Hiệp tới tìm chúng ta rồi. Cô đừng nhắc tới anh ta nữa.
Darcy. 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 Là em sao? Darcy. Anh tới rồi. Ra đây đi. Ra đây đi. Cô ra đây. Cô ra đây đi. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Buông quả ra. Không được đụng vào bạn gái tôi. Darcy, em tỉnh lại đi. Darcy. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Sao anh biết là tôi ở đây? Anh đã đi tìm chị Du Phi. Chị ấy nói, ngoài bố mẹ mình ra, nơi duy nhất có thể khiến em cảm thấy an toàn chính là cô nhi viện. Vậy nên anh mới nghĩ, nếu như em không vui, nhất định là do không có cảm giác an toàn. Anh liền đoán em nhất định sẽ trở về đây. Vậy tại sao anh tới tìm tôi? Bởi vì anh thật sự rất thích em. Rất thích em. Không phải anh đã thích Tiểu Phi 10 năm rồi sao? Không phải, em vẫn còn để tâm cô ấy sao? Hay là thế này đi, để anh kể chuyện cho em nghe nhé. Trước đây có một hiệp khách, huynh ấy bị thương rất nặng. Sau đó huynh ấy chết trên một con đường núi không bóng người, nắng chói, mưa rào. Không biết đã qua bao lâu thì có một tiều phu xuất hiện. Ông ấy nhìn thấy thi thể của hiệp khách, sau đó thì nói một câu: thật là đáng thương. Kế đó ông ta bỏ đi. Lại không biết đã qua bao lâu, thi thể của hiệp khách bắt đầu từ từ thối rữa. Lúc này có một thương gia xuất hiện. Ông ta nhìn thấy thi thể đang thối rữa, cảm thấy không nhẫn tâm, cho nên đã đắp mảnh vải mà mình định bán lên người của hiệp khách.
sau đó cũng lại rời đi. Lại không biết qua bao lâu nữa, thi thể của hiệp khách đã biến thành một đống xương trắng. Lúc này có một thư sinh đi qua. Cậu ấy nhìn thấy thi thể của hiệp khách thì đau lòng tới bật khóc. Cậu ấy tìm một cái cây lớn, đào một cái hố, rồi chôn xác của hiệp khách đó xuống, muốn huynh ấy có thể an nghỉ. Thực ra anh muốn nói là Tiểu Phi chính là thương gia từng đắp mảnh vải lên người anh. Nếu tất cả bọn họ đều không bỏ anh lại, anh đã không đợi được thư sinh của mình xuất hiện rồi. Từ khi nào mà anh học được kiểu ăn nói vòng vo đó vậy? Thực ra tối qua anh đã xem một bộ phim tiên hiệp cổ trang huyền quyển, quê tới mức anh cũng muốn ói. Trong đó có một đám người cầm kiếm đánh tới đánh lui, đánh tới sau cùng là yêu tới chết đi sống lại. Tóm lại là kiểu phim truyền hình cực kỳ nhàm chán. Tôi thích xem cái đó lắm. Vậy nên anh mới học theo một vài đoạn thoại quê mùa trong đó, thử xem có đối phó được với em không. Anh muốn chết à? Sao anh lại bị thương rồi? Có đau không? Anh không đau. Anh muốn nói với em rằng bất luận em là Darcy hay là Cốc Linh, anh đều thực sự rất thích em. Thích em siêu cấp vô địch, nhất cả thế giới, cả vũ trụ này. Nhất Hiệp, cậu tỉnh rồi. Vậy mà cậu cũng không chết, sống cũng dai thật. Sao tôi lại về được đây? Tối qua Darcy liên hệ với tôi là bọn tôi đưa cậu về. Tôi chỉ nhớ tối qua đột nhiên siêu năng lực của tôi khôi phục, sau đó thì đánh cho tên người xấu đó chạy mất thôi. Chuyện đó, ý tôi là vào thời khắc sinh tử, sức mạnh tiềm ẩn trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Cái đó thì tên người xấu kia chạy mất. Đừng giả vờ nữa, tôi biết hết rồi. Tối qua đột nhiên mất liên lạc với cậu. Cái đó thì tình hình cấp bách quá, nên tôi đã nói hết cả rồi. Cậu điên rồi sao? Điên thì không điên, nhưng mà hôm qua tình hình thực sự quá cấp bách. Đừng cãi nhau nữa. Thật ra ngay từ đầu tôi gặp Darcy, tôi đã phát hiện mấy đứa nhóc các cậu nhất định có vấn đề rồi. Nhưng huấn luyện viên Lôi, anh tuyệt đối đừng nói ra đó. Các cậu đều là bạn của Darcy, vậy nên con người cũng rất ngay thẳng. Không thì sao có thể làm đầu đệ của tôi được? Nghiêm túc chút đi. Tại sao anh lại giúp chúng tôi? Thật ra các cậu nên trân trọng duyên phận này đi. Hiếm khi các cậu có thể biết nhau qua game, lại còn ai nấy đều có siêu năng lực. Tình bạn này hiếm lắm. Đợi đến khi trưởng thành, e là không tìm được thứ cảm giác này. Cốc đầu, cốc đầu, cốc đầu, cốc đầu, tỉnh lại đi.
Chúng ta tỉnh rồi. Đúng vậy. Ta cảm nhận được tiếng gọi của bọn người nhất hiệp. Là bọn họ đánh thức chúng ta. Xin thư sinh, tỉnh lại đi. Đây là đâu vậy? Hình như đây là nơi lần đầu chúng ta đánh nhau với Man Dương. Là ma khố. Ma khố? Sao chúng ta lại rơi vào ma khố chứ? Thiết nghĩ khi chúng ta chuẩn bị giết được Man Dương, thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó, gây ra xung kích. Vậy nên chúng ta mới rơi vào đây. Nhưng mà cũng phải cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nếu không có mọi người bảo vệ ta và kiếm hiệp khách, nói không chừng giờ chúng ta đã khó thoát kiếp nạn này rồi. Nhưng tại sao cả thế giới đã hủy diệt? Ma khố này vẫn nguyên vẹn chứ. Ma khố này là do Lê Quyên chính tay tạo ra. Nó nằm bên ngoài tam giới, cũng là nơi sinh ra Man Dương. Nhất định là do đợt xung kích lần trước đã một lần nữa đã thông hai thế giới, vậy nên chúng ta mới được cứu. Quả là thế sự khó lường. Man Dương một lòng với chúng ta, nhưng lại không ngờ hang ổ của hắn lại trở thành mấu chốt cứu mạng chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng báo cho bọn người nhất hiệp rằng chúng ta không sao. Xem ra thế giới trò chơi đã bị hủy rồi. Đạo cụ của chúng ta cũng không phát huy tác dụng nữa. Tam giới đã bị diệt, lại không liên lạc được với thế giới thực. Chúng ta phải làm sao thoát ra được đây? Lũ phế vật kiếm khách này, không ngờ để bọn họ thoát như vậy. Đợi đã, như vậy có nghĩa là bọn người nhất hiệp đã khôi phục được siêu năng lực. Sáng mai Man Dương sẽ tái tổ hợp thành công. Cho dù bọn họ có khôi phục được siêu năng lực, cũng không ngăn cản được tôi đâu. Vậy tức là 24 giờ này sẽ là quan trọng nhất. Anh chỉ cần làm theo những chuyện mà tôi bảo anh làm đi. Anh yên tâm đi, tuyệt đối không xảy ra sai sót. Đưa Bị Miễu đi theo. Cô ta chỉ tổ dướng tay tôi thôi. Cô ấy có năng lực mà anh không có. Nhiều lúc tôi thấy cô ta còn có ích hơn anh đấy. Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối đừng có cản trở tôi. Để xem ai mới cản trở ai. Mọi người xem, nhìn đi, Man Dương đang đại rác ở khắp nơi. Chuyện này là sao vậy? Tôi đã đang tìm kiếm mọi người kiếm hiệp khách rồi, nhưng mà tôi phát hiện Man Dương do lần diệt tâm giới trước mà tạo ra xung kích, khiến số liệu đại rác khắp thế giới hiện thực như số bảo bối lần trước tới hệ thống mạng ở thế giới thực. Liệu chúng ta có thể bắt được nó như bắt các bảo bối được không? Số liệu này lưu động quá nhanh. Có lẽ Lê Quyên đang sử dụng một trình tự đặc biệt để thu hồi số liệu Man Dương. Thu hồi số liệu rồi sẽ thế nào? Vậy thì Man Dương sẽ còn lợi hại hơn bất kỳ loại virus máy tính hiện đại nào. Nó có thể thoải mái xuất hiện trong bất kỳ bộ máy tính, điện thoại nào, thậm chí là bất kỳ hệ thống nào đều sẽ bị nó khống chế, không ai sống sót. Theo tôi suy đoán, thì sáng mai Man Dương sẽ hoàn thành thôi. Lẽ nào không còn cách cứu vãn? Trước khi số liệu thu hồi hoàn tất, không có cách nào ngăn cản sao? Nếu số liệu được thu hồi, có phải tất cả số liệu đều sẽ trải về cùng một nơi không? Căn cứ của Lê Quyên, tôi đã thử làm như vậy rồi. Nhưng tường lửa mà Lê Quyên tạo ra quá lợi hại. Muốn thành công phá giải nó, tìm số liệu tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó thì Man Dương đã tổ hợp lại xong rồi. Vậy phải làm sao? Anh thử nghĩ kỹ lại xem. Có khi nào thứ mà bác trai để lại chính là mấu chốt để ngăn cản nó không? Tôi không biết nữa. Tôi cho rằng mấu chốt đều nằm trong số ký hiệu đó cả.
Nhưng chúng ta đã thử tất cả những ký hiệu đăng nhập đến thứ mà bác trai để lại, thậm chí số liệu đơn hàng cũng đã kiểm tra, nhưng không có manh mối. Có khi nào là địa chỉ mạng hoặc là email gì đó không? Tử Triệt, anh nghĩ cho kỹ đi. Có khi nào là một thứ mà cả anh và bố anh đều đã quên không? Đó chỉ là một mật mã bình thường. Người bình thường có thể sẽ phá giải. Nhưng nếu đó là thứ mà bác trai không muốn người khác biết, vậy rất có thể nó chính là hồi ức quan trọng giữa hai người. Alo. Lần trước tôi bảo cô dọn dẹp mấy món đồ cũ trong nhà, cô đã dứt đi chưa? Chuyện này đừng ấp úng nữa. Cô để ở đâu rồi? Bị chủ tịch ngăn cản rồi. Những thứ này vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chúng luôn bên cạnh anh mà anh không hề hay biết. Thực ra bố anh rất thương anh. Thương anh? Thương anh mà bày ra vẻ mặt khó coi đó à? Lão già thối lại lén giấu đồ chơi của anh, còn không nói anh biết. Đúng là biến thái. Vậy chúng ta thử lật lại hồi ức trước đây đi. Đây chính là cái xe đạp mà năm đó anh không tập được sao? Đằng nào giờ anh cũng biết đi rồi. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Lão già thối đó cũng đâu nhìn thấy. Anh phải tin vào mình chứ. Ông ấy nhất định thấy mà. Darcy. Nếu để quản lý trường biết được anh lẻn vào ký túc xá nữ, lãnh chết chắc đó. Anh đã xin với nhà trường để chị Phi tới thăm em rồi. Giống là kiểu thôi miên sâu này cần phải trị liệu trong thời gian dài. Nhưng may là siêu năng lực của chúng ta đều đã khôi phục. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vậy thì để cậu ấy đi cùng em trong chuyến đi này. Nào. Đây là đâu? Có lẽ chúng ta đang ở trong ý thức của em. Chúng ta thật sự có thể nhìn thấy quá khứ sao? Anh nghĩ chúng ta cần phải thật tập trung, nhớ lại tất cả những ký ức mà em đã chôn sâu trong tiềm thức của mình. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em thích ăn mặc như vậy. Là mẹ tôi, là người mẹ mà sâu trong tiềm thức em vẫn luôn mong nhớ, rồi không tự giác mà phóng đại hình ảnh của bà ấy, biến thành em như hiện giờ. Hóa ra tôi vẫn đang dùng hình tượng của mình để bảo vệ Cốc Linh. Ở trong hồi ức, khi mẹ ở bên chăm sóc tôi, lúc nào cũng thích nghe nhạc. Tôi đã cùng nghe với bà ấy rất vui vẻ. Mẹ tôi lúc nào cũng rất ngầu. Bố ơi, sao còn chưa tới nữa vậy? Mẹ ơi,
Sao còn chưa tới nữa vậy? Linh Linh ngoan, chúng ta sắp tới nơi rồi. Con ngồi chơi một lát đi. Dạ. Sao còn chưa tới nữa vậy? Còn chưa tới nữa. Là tôi đã hại chết bố mẹ tôi. Là tôi đã hại chết họ. Đây không phải lỗi của em. Là tôi. Tại sao người chết lần đó không phải là tôi mà là họ? Em đừng tự trách mình nữa. Là tôi hại chết họ. Là tôi hại chết họ. Đâu ai muốn sự cố xảy ra đâu. Em đừng tự trách nữa. Rồi sống mãi trong ký ức. Em nghĩ bố mẹ muốn nhìn thấy em như vậy sao? Nghe lời anh, tất cả những thứ này thuộc về ký ức rồi. Dù tốt hay xấu, em cũng phải đối diện. Tất cả chúng đều là những thứ không thể thiếu trong sinh mệnh của em. Cố lên. Tiểu Linh Linh. 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 Con gái bảo bối của bố. Bố mẹ luôn yêu con. Có lẽ những ngày tháng sau này, bố mẹ đều không thể ở bên cạnh con nữa. Không có bố mẹ, một mình con sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện, rất nhiều khó khăn. Nhưng con đừng sợ. Con phải nhớ rằng bố mẹ vẫn luôn dõi theo con, bảo vệ con. Con phải thật dũng cảm. Đừng chỉ sống trong bóng đen quá khứ như vậy. Mặt trời vẫn luôn rất rực rỡ. Con sẽ tiếp tục với cuộc sống của mình. Gặp rất nhiều người bạn khác nhau. Rồi con sẽ gặp được người mà luôn ở bên cạnh con. Cùng con đi nốt cuộc đời còn lại. Con gái bảo bối của mẹ, cố sống cho tốt. Đừng vì nhớ tới bố mẹ mà đau lòng. Khi con nhớ bố mẹ thì hãy cười lên chứ đừng khóc. Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Thế nào rồi, Darcy? Em là... Cốc Linh. Hoan nghênh em đã trở về. Cảm ơn chị đã luôn dẫn lối cho em. Giờ cuối cùng em đã về rồi. Chắc là hai đứa có nhiều chuyện muốn nói. Vậy thôi, chị không làm phiền nữa. Hai đứa từ từ nói nha. Đã lâu không gặp. Anh làm gì vậy? Em đã thừa nhận anh rồi mà. Ai thừa nhận anh chứ? Em cũng rất giống Darcy. Rất ghét anh đó. Không phải trong lúc hôn mê em đã nghe thấy lời tỏ tình của anh rồi sao? Đâu có đâu. Anh tỏ tình với ai vậy? Đã nói gì em không nghe thấy. Thật sao?
Lúc ở bệnh viện anh đã nói rồi. Em muốn anh nhắc lại lần nữa hay sao chứ? Không nghe. Em không nghe gì hết. Không phải Darcy hận anh bao nhiêu đồng nghĩa với việc em thích anh bấy nhiêu sao? Anh bị điên à? Em nói mình thích anh bao giờ chứ? Em cũng đã từng nói sẽ là bạn gái anh bao giờ đâu. Vậy ý em là anh phải tiếp tục theo đuổi em sao? Nếu anh thấy mệt thì đi thôi. Anh sẽ mệt sao? Sao anh có thể thấy mệt được chứ? Em nghiêm túc nói chuyện với anh đây. Em vẫn là một cô gái rất phiền phức. Trong lòng vẫn sẽ có rất nhiều vấn đề. Sẽ không khỏi hẳn nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, nếu như anh hẹn hò với em, cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Vậy là em xui xẻo quá rồi. Gặp ai không gặp, gặp phải Dạng Tử Dương anh đây. Em có đá anh, đánh anh, đuổi anh đi thế nào, bất luận anh có phải chết bao nhiêu lần, anh đều sẽ đầy máu sống lại. Ha ha ha!